Một loạt vụ nổ và hỏa hoạn đã xảy ra tại ít nhất 17 địa điểm ở miền Nam Thái Lan khiến 7 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào thừa nhận tiến hành loạt vụ tấn công này. các vụ tấn công bằng bom và phóng hỏa xảy ra sau nửa đêm nhằm vào các cửa hàng tiện lợi và một trạm khí đốt ở ba tỉnh miền Nam Thái Lan, làm ít nhất 7 người bị thương nhẹ. Nhà chức trách cho biết, những kẻ tấn công ăn mặc như phụ nữ sử dụng xe máy, một số ném bom xăng vào các mục tiêu. Các cuộc tấn công diễn ra sau khi chính phủ Thái Lan bắt đầu các cuộc thảo luận với nhóm nổi dậy lớn nhất trong khu vực Barisan Revolusi sau 2 năm gián đoạn do đại dịch. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này sẽ hỗ trợ Cuba xây dựng lại cảng dầu Matanzas, khu vực đã bị phá hủy một phần sau vụ hỏa hoạn ngày 5 tháng 8. Matanzas là cảng duy nhất của Cuba có khả năng tiếp nhận các tàu chở dầu lớn có trọng tải 100.000 tấn. Venezuela, nguồn nhập khẩu dầu thô và nhiên liệu chính của Cuba, đã vận chuyển khoảng 57.000 thùng dầu một ngày đến Cuba trong 7 tháng đầu năm nay. Khi xảy ra hỏa hoạn tại Matanzas, 43 lính cứu hỏa Venezuela đã được cử tới Cuba để hỗ trợ dập tắt lửa. Trong lễ đón những người lính cứu hỏa này hoàn thành nhiệm vụ trở về, chính phủ Venezuela tuyên bố nước này sẽ luôn sát cánh cùng Cuba đối mặt với bất kỳ nghịch cảnh nào. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa tổ chức họp báo nhân 100 ngày đầu tiên cầm quyền. Tại cuộc họp báo thì tổng thống Hàn Quốc đã điểm lại những kết quả đã đạt được cũng như thông báo về kế hoạch của quốc gia trong thời gian tới. Nhìn nhận lại quá trình hơn một năm tham gia chính trường, Tổng thống Yoon suk yeol cho rằng ông luôn đặt người dân làm trung tâm cho phương hướng và mục tiêu hành động. Chính phủ mới đã tập trung đổi mới các quy định chính sách định hướng nền kinh tế đất nước, tập trung vào khu vực tư nhân. Đề cập đến phát triển lĩnh vực công nghệ, chính phủ Hàn Quốc đã công bố chiến lược phát triển trở thành siêu cường về chất bán dẫn. Theo đó, Hàn Quốc sẽ tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khoảng 150.000 người. Với sự thành công của vụ phóng tàu thám hiểm mặt trăng Nuri vừa qua, Hàn Quốc khẳng định là cường quốc không gian thứ bảy thế giới. Để đối phó với tình hình khó khăn kinh tế, chính phủ Hàn Quốc sẽ thắt chặt chi tiêu ngân sách từ năm 2023. Về đối ngoại và an ninh, tổng thống Yoon Suk-yeol khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Mỹ trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ, để ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường ngoại hối. Hàn Quốc cũng tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Nhằm củng cố quyết tâm và tinh thần để xây dựng thủ đô mới, Indonesia lần đầu tổ chức lễ kỷ niệm quốc khánh lần thứ 77 tại khu rừng nhiệt đới trên đảo Borneo, nơi đặt thủ đô tương lai của nước này. Sau khi quốc kỳ được kéo lên để đánh dấu lễ quốc khánh tại một ngọn đồi giữa rừng, công nhân tại công trường Đồng Thanh hô to, sẵn sàng để phát triển Nusantara, tên gọi của thủ đô tương lai, có nghĩa là quần đảo trong tiếng Indonesia. Quốc hội Indonesia tháng 1 đã phê chuẩn luật di rời thủ đô từ Jakarta đến thành phố mới có tên là Nusantara thuộc tỉnh Đông Kilimantan, cách thủ đô Jakarta 2.000 km, dự án trị giá hơn 32 tỷ đô la. Jakarta đang chìm tới 25cm mỗi năm ở một số khu vực, gấp đôi mức trung bình của các thành phố ven biển lớn trên toàn cầu. Một số chuyên gia dự đoán 1 phần 3 thủ đô hiện tại của Indonesia có thể chìm dưới nước vào năm 2050. Giới chức chính phủ cho biết thủ đô mới sẽ mất nhiều thập kỷ để hoàn thành và sẽ là nơi sinh sống của 2 triệu người giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực. Lạm phát tháng 7 của Anh đã lập kỷ lục mới trong 40 năm qua ở mức 10,1%. Nguyên nhân là do giá thực phẩm tăng, chủ yếu là bánh mì, ngũ cốc, sữa, phô mai và trứng. Giá lương thực trong tháng 7 đã tăng 12,7%, mức tăng cao nhất của danh mục hàng hóa này trong hơn 20 năm qua tại Anh. Theo các nhà kinh tế, mức lạm phát tại Anh tăng mạnh hơn tất cả các nước thuộc nhóm G7, xuất phát từ việc Anh sử dụng nhiều khí đốt Tăng trưởng chi tiêu trong năm ngoái mạnh mẽ, lương trong khu vực tư nhân tăng trên 5% và sự dễ dàng của việc các công ty chuyển chi phí cao hơn cho khách hàng. Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Anh dự báo lạm phát có thể lên tới trên 13%, mức cao nhất kể từ năm 1980, có nguy cơ đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái kéo dài đến cuối năm 2023. Ngân hàng này đã tăng lãi suất chủ chốt thêm 0,5 điểm phần trăm lên 1,75% nhằm giải quyết tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao. Đây là đợt tăng lãi suất thứ 6 kể từ tháng 12 năm 2021 và là đợt tăng mạnh nhất trong 27 năm qua tại Anh. Là nước trong xanh ấm áp của biển Địa Trung Hải vào mùa hè là những gì mà khách du lịch tìm kiếm. Tuy nhiên, các nhà khoa học khí hậu cảnh báo, nước biển ấm lên dưới cái nắng thiêu đốt có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đối với thế giới sinh vật biển của khu vực này. Nắng nóng khắc nghiệt ở châu Âu trong những tuần gần đây đã gây ra cháy rừng và khiến hàng nghìn người chết. Nhưng sự nắng nóng đó không chỉ giới hạn ở đất liền. Không khí ấm hơn cùng với sự dịch chuyển của các dòng hải lưu và bề mặt biển ổn định đã làm cho vùng biển ven bờ địa trung hải ấm lên vài độ C, vượt quá nhiệt độ trung bình từ 24 đến 26 độ C vào thời điểm này trong năm. Nhiệt độ nước biển có những ngày vượt quá 30 độ C trong khi thời tiết nắng nóng ở châu âu và các quốc gia bên bờ địa trung hải trong mùa hè này đang thu hút sự quan tâm lớn thì vấn đề nhiệt độ nước biển tăng cao lại ít được chú ý hơn một hiện tượng mà chúng ta thường không để ý đó là sóng nhiệt đại dương xảy ra do các dòng hải lưu tạo ra các vùng nước ấm giống như các đợt nắng nóng trên đất liền các đợt sóng nhiệt đại dương cũng kéo dài hơn thường xuyên hơn và dữ dội hơn do biến đổi khí hậu từ những hoạt động của con người khoảng 50 loài sinh vật biển trong đó có san hô, bọt biển và rong biển dọc theo hàng nghìn km bờ biển địa trung hải, đặc biệt ở lưu vực phía đông địa trung hải đã bị ảnh hưởng. Các nhà nghiên cứu cảnh báo tình hình rất đáng lo ngại, do đó cần phải hành động vì khí hậu càng sớm càng tốt. Đặc biệt khi nắng nóng là nguyên nhân khiến các loài sinh vật biển chết hàng loạt. Đợt nắng nóng năm nay còn tồi tệ hơn do kéo dài và cường độ lớn. Dự báo tình trạng chết hàng loạt các sinh vật biển có thể sẽ xảy ra vào cuối tháng 8 tới. Chúng tôi biết rằng những đợt nắng nóng ở biển này có rất nhiều tác động đến hệ sinh thái. Trong khi động vật biển có giới hạn nhiệt tuyệt đối tương tự như con người vì nhiều sinh vật biển là loài máu lạnh nên hành vi và kiểu di cư của chúng thay đổi theo nhiệt độ dưới nước. Ngoài ra, các loài máu lạnh có thể điều chỉnh với nhiệt độ ấm hơn lúc đầu cho đến khi một số điểm đột phá mà chúng hoàn toàn suy sụp và chết. Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ nước biển trung bình ở địa trung hải trong mùa hè này luôn ở mức trên 31 độ C, trong đó Israel, Cộng hòa Sip, Liban và Syria là những nước có vùng biển ấm nhất, đồng thời cảnh báo nhiệt độ nước biển ấm lên đang đe dọa nhiều loài sinh vật ở địa trung hải. Trong những năm tới, tình trạng mất đa dạng sinh học dự báo sẽ mở rộng về phía tây Địa Trung Hải đến Hy Lạp, Italia và Tây Ban Nha. Biển Địa Trung Hải về cơ bản đã trở thành điểm nóng của biến đổi khí hậu. Tôi thực sự lo lắng khi nhìn thấy những thay đổi về đa dạng sinh học tại đây. Những thay đổi này có thể dẫn tới những hiện tượng thời tiết cực đoan về lâu về dài. Sóng nhiệt biển, vốn ít được nghiên cứu hơn sóng nhiệt trên đất liền, đang xảy ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu gây thêm áp lực lên các hệ sinh thái vốn đang phải đương đầu với nạn đánh bắt cá quá mức và ô nhiễm nhựa. Các chuyên gia cho rằng các nhà hoạch định chính sách phần lớn không nhận thấy nước biển ở địa Trung Hải đang ấm lên và những tác động liên quan. Theo đó, các đợt sóng nhiệt đại dương có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với các quốc gia ven biển Địa Trung Hải và hơn 500 triệu cư dân nếu không sớm có hành động ứng phó. Bên cạnh đó, nguồn hải sản cũng sẽ trở nên cạn kiệt và du lịch sẽ bị ảnh hưởng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.